phân đoạn 22, cảnh 12, Toàn quay lần thứ nhất. Máy diễn. Tốt, quay lần 2 nha. Diễn viên chạy trở lại quay lần 2 nha. Ủa, cô diễn viên đâu rồi? Sao con thấy quay lại vậy? Alo, alo, em đâu rồi? Em đâu rồi? Em đang ở nơi đâu? Em đây nè, em đang ở trong xe. Quay lại, vì sao em không quay lại để quay lần thứ hai? Thôi chết, em không quay được đâu anh ơi. Em phải chạy qua đoàn phim khác để quay trả nợ người ta 10 phân đoạn đó anh. Trời ơi, em làm ăn gì mà quái đản vậy em? Anh ơi anh em anh lương thang. Anh ơi anh em anh lương thang. Em mà không quay họ cao đâu em. Em mà không quay họ cao đâu cô. Chuẩn bị phân đoạn 88, cảnh 8, trung toàn. Máy diễn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cắt cắt. Trời ơi, cô làm cái trò gì vậy hả? Tại sao không thoại lời kịch bản mà lại đếm số như bị điên vậy? Đạo diễn thông cảm đi. Em đi qua nhiều phim quá nên không thể học thuộc lời thoại được. Nên em đếm số rồi sau này mình về mình lồng tiếng lại cũng được mà anh. Cái này quay toàn nên khán giả sẽ không thấy được cái khẩu hình mồm của em đâu. Mình lồng cái gì vô mà không được. Anh đừng lo. Khán giả đừng cứ lo. Ô điên, ô điên, tôi điên hay nó điên? Tôi điên, khán giả điên hay là nó bị điên? Xin được công bố giải nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay là nó hả trời. Ôi hân hoan sung sướng, ôi hân hoan sung sướng. Em cảm ơn, em cảm ơn mẹ cha. Em cảm ơn. Khi em đã yêu anh thì em sẽ yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại. Vì em sẽ quý ước sống chết cho xin em mà thôi. Em cảm ơn. Là nó điên hay là tôi điên?